Xin chào cả nhà. Hôm nay chúng mình đã về tới quê các bạn ơi. Chạy xe mà còn giỡn à. Đi ngắm không? Thì hôm nay cha mẹ mình ra cửa. Cha mẹ đi trước rồi. Mình chở cái vali vô. Các bạn, bây giờ mình sẽ mở quà. Ôi, mở quà tao cầm cử có con này nữa nè, con ấy trong này nè, con thằng Lằng đã bông hồng. Bông hồng hôm bữa anh Hương nó tặng con á, con bỏ hôm nay luôn. Đi Singapore về cái để đồ trong cái bọc này nè. Cái này á là của gạch chiếu phim tặng cho con. Cái này là cái bình nước này nè. Bình nước vậy nè. Adventure. Đó. Cái này á là thuốc của anh Hun. Ông đi Singapore mà ông đem thuốc theo nội. Thuốc gì bệnh gì con? Cái này thuốc cho da. Cho vitamin á. Dạ. Vitamin á. Cho nên. Dạ. Dạ. Ten ten. Đây là cái khăn chàng con mua tặng cho bà nội. Tặng bà nội không, tôi tặng ông nội đâu. Còn có cái gì mà mua bịch lỗ mũi á, cho kính luôn là. Ốc yêu, chàng bà nội thôi ốc yêu. Đây là chàng gì nè, gấp đôi lại chàng bên được. Nội con có mua cho bà nội chồng con đó nữa. Ốc yêu quá hay luôn rồi. Khiết vô luôn con. Đẹp lắm. Ốc yêu chàng kỳ quá à. Sao kỳ? Mà cũng được cái mà đúng rồi mà. Mà này cũng đẹp nè. Ừ. Đẹp với chàng này chàng. Đó. Ok anh ha, cũng đẹp. Mà này cũng đẹp anh ha. Cũng hợp với tuổi nội á. Tiếp theo. Đây nè. Đây là chai dầu nhức mỏi tặng cho ông nội. Trong cái đó là gì vậy? Chai dầu trị nhức mỏi. Đây, con mua 5 chai dầu này luôn. Nói, chị ở Singapore nội, chị nói là chai dầu này giống như là mình nhức mỏi, không phải nhức mà là nhức đầu hay là bị nhẹ nhẹ rồi, sức cái này. Uống được không? Dạ không. Đó, làm sao xuyên đây rồi? Thì chỉ sức thôi. Đó, đây là cuốn đó rồi, một thứ luôn nhà, dầu gió. Dạ, dầu gió nè. Chị nói là cái dầu này tốt lắm nè. Cái con mua gì? 5 chai luôn. Cái này thì mua. Tặng bác 1 chai. Cái này thì cái này như tiện chai. 400 chai. 80 gì hả? Cũng tốt. 80 gì? Ừ. Nội cái chai đó là nhức mỏi rồi tha bóp rồi nè. Còn gì nữa ta? Không. Cái này là sách vở. Đây. Kẹo hả? Đây là kẹo sô cô la. Không biết. Cảm ơn. Nội nữa.
nội luôn. Ông bà nội hả ông nội? Bà nội ông nội luôn. Con này do để Suka sữa sô cô la. Dạ tặng quà nha, quà mà nó tặng ớt quá. Trời nhiệt quá. Không đó, Suka là bịch kem nấu. Là này là con dao gì đó vừa lắm rồi. Mai để đi. Ồ, cái này là gì? Cái này là cái móc khóa để con tặng cho chị hai, anh hai làm chìa khóa cửa. Móc khóa có hình cái con này là con mà lái anh là cái con sư tử mình cá. Móc khóa điện thoại. Bắt luôn. Cái này là con sư tử rồi nội, để chân trong tủ phê. Biểu tượng của Singapore này nội. Đúng rồi. Sư tử, đầu sư tử nhưng mà mình cá. Đưa nội. Nào không? Dạ không. Nói nhiều à. Đây, cái này thì dán trong tủ lạnh của mình. Dán tủ lạnh mình rất là đẹp luôn. Đây. Hình nước Singapore nè. Để tủ lạnh luôn. Ôi tủ quay. Đưa nội xem đúng không? Nội xem. Cái này cũng nặng. Hình cái sư tử còn mà dưới mình cá hả? Dạ. Dạ. Trời. Còn bây giờ là tới quà của Akun Aka. Nội mua quà cho Akun Aka rồi nè. Làm sao? Vậy là nó cắn nó chơi nội. Mà không biết anh Huynh anh mua nè, con không biết nó chơi thì sao luôn. Cái này nữa. Đổ vô hầy cái gì. Cái này nữa. Cái này nữa. Con không biết sao nó chơi luôn á. Để coi thử coi nó biết chơi không. À đây các bạn, đây là đồng tiền Singapore, đồng tiền 1 đô. Người tại sao em còn 1 đô nữa? Cái này người ta nói cho con nội. Đồng tiền này rất là may mắn luôn nội. Người ta nói là đồng đô của Sin á, đồng tiền này là rất may mắn, không cần mà nội mọi một đồng. Tặng Úc Viên một đồng. Nổ anh còn đâu nổ. Tặng anh hai, chị hai một đồng, cha mẹ một đồng. Giống như 2 đô America ha. Người ta nói không biết làm sao nữa mà, người ta nói cái đồng này rất là may mắn đó nội. Dạ xin, dạ coi. Dạ. Dạ. Ok các bạn ơi, hôm nay á, bây giờ mình sẽ chơi với Akun nha. Akun ơi, Akun. Akun Aka đâu? Mình là giống như Akun. Anh chờ mình nó không chơi đâu. Akun, hôm nay. Ok. Mình thử một lần nữa nha. Aka nha. À nhẹ à. Không có phản ứng gì luôn. Ấy. Dạ dạ. Trời ơi. Cho con cho quê không biết chơi. Cái này phải chơi nhỏ anh ơi, giống như nó còn con nít á, nó phải tập quen cái này nó mới chơi được. Chứ bây giờ nó lớn thì nó không có biết chơi. Nha. Nha nha. Sạc pin rồi. Giống như cái này là sạc pin đó nội, chứ mình sạc pin luôn. Thấy không cả nhà? Hôm nay mình sẽ cắt tóc cho bà nội các bạn ơi. Thì hôm nay mình mới mua cái tông đơm mới nè. Nhưng mà hôm nay mình thử xem mình cắt như thế nào nha các bạn. Vậy ta. Có đứt cậu nào không? Đứt nội. Được không? Nhưng mà con biết làm sao tạo nếp à. Đây, dày, ủi qua. Ở đó hả? Ưa hết cạo bánh bèo hả? Dạ. Cạo xung quanh chuyện là ở giữa.
Giờ quấn bánh mì ẩu. Rồi tóc nó càng dài nó có cái đuôi nữa. Dạ. Coi kỳ cục chấp đi. Mà bắt năm có người con tuổi với bà hả? Mà bắt gạo vậy, cái hết ở ổng chịu. Dạ. Trời ơi, nó xấu một cái. Ổng không chịu vô. Chị kia đi hết, ổng rời chết làm sao? Dạ. Cái y chịu luôn. Mà con gái hay con trai nè? Gái. Tuổi bà nè, chị chết rồi. Dạ. Hồi đó bà thấy vậy á, vậy bà nói với ông cố bà cố à, cái gì cái chứ còn tôi nhất định tôi không chịu vậy. Dạ. Không chịu bà cạo chừa vậy đó. Dạ. Hết bê không. Ông kia sao kỳ cục chứ không biết nữa. Mắc hết. Mà đầu phần chỉ đầu lép không có nữa. Đầu lép mà hớt chùi lưỡi là thấy á nội. Thấy lép xếp xẹp à. Sao bóng chín kỳ cục vậy. Đó. Các bạn ơi, mình cắt bằng cái tông đơ á. Rất là lẹ các bạn. Sắp xong rồi. Hôn qua đây ngồi ăn chả mẹ hôn. Ủa? Mẹ gọt xài cho anh ăn kìa. Uống nước đi. Anh uống nước đi. Đổ nóng quá, ông nóng quá, ông mệt rồi đó. Ông mệt hơn mình rồi đó. Tối ngày mà ăn mấy tối ngày vui hơn rồi. Cha, nội ừ? Cha ăn kêu chứ ngày mai cắt cho cha kìa nội. Ừ. Cha đặt cọc rồi đó. Thì con coi theo con bí đó. Con bí này cắt sẵn rồi đó. Dạ. Đi rồi, đi rồi. Mình cắt theo ý đó, gì đâu con. Cho con có mí rồi mà. Dạ. Để con ăn thử rồi, thử cắt cho chai. Tóc chai cũng dài. Nó có cái mí như sẵn rồi, đây mình cắt theo cái mí đó. Đây cà phê rất là ngon, đậm đà, có hương vị béo của dạ. Sữa. Uống vào nó tan vô họng nó ngọt ngay luôn. Tức thì luôn. Nói chung là Út nói nhiều như vậy để quảng cáo là đây là cái ly cà phê mà Út làm đó các bạn. Và làm cho anh Hun. Đây là làm cho cháu ghế. Rồi đó. Đây cho anh Hun. Đó cả nhà ơi, hôm nay mình về quê á. Mình quay lại cái bữa mình về quê. Rồi những cái việc mà mình với anh Hun làm ở quê hôm nay cho cả nhà xem. Tới đây thì mình xin kết thúc video. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ.